Hello Đại Đình, chào mừng Đại Đình đã đến kênh Ông Chính Chàng Vlog nha. Thì lời nói đầu tiên, Ông Chính Chàng Vlog này chúc Đại Đình lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống và tràn đầy hạnh phúc nhé. Thì ngày hôm nay thì mình có một ý tưởng mới nha cả nhà. Thì ngày hôm nay mình ăn ốc bu cả nhà ơi. Đó. Thì cái dĩa này là 2 kg ốc bu cả nhà. Nó ngày hôm nay mình làm một món là ốc bu hấp tiêu xanh kèm theo là gừng với lại xả nha cả nhà. Đó, tiêu xanh đây. Tiêu xanh và gừng mình đã chuẩn bị sẵn đây. Thì gừng thì chúng ta nửa củ gừng, còn tiêu thì chúng ta mua từ 10 ngàn thôi. Đó, 10 ngàn tiêu thôi, tiêu xanh ha cả nhà. Đây, tiêu xanh nè. Đó. Rồi chúng ta kèm theo xả, xả thì mình đã sắc từ sợi như thế này. Đó. Đó, chúng ta hấp đơn giản thôi, không cần gia vị hết cả nhà. Hấp tiêu và xả rừng thôi. Còn nguyên liệu mình làm nước chấm thì đây, mình đã có chuẩn bị sẵn nè, là một muỗng bột ngọt và một muỗng ba muỗng cà phê đường nha cả nhà. Đó. Thì theo khẩu vị nha cả nhà. Còn tiếp theo nữa là nước chấm thì kèm theo có xả nè, với ớt nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Thì hai cái nguyên liệu này lát nữa mình làm nước chấm hay cả nhà. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ bắt ốc vào bếp. Rồi mình sẽ cho nguyên liệu xả và gừng và tiêu nè cả nhà. Lên con ốc thì mình sẽ hấp nè cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà cùng đón theo dõi mình nhé. Tiếp theo thì mời bắt cái nồi lên nè cả nhà. Đó, bắt cái nồi lên. Thì mình sẽ cho cái sẵn vào. Đó. Trước tiên mình cho cái sẵn này trước nha. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta cho nước vào nè cả nhà. Đấy. Chúng ta cho nước và phần nửa cái sẵn thôi. Nè cả nhà thấy không? Đưa vào phần nửa cái sẵn thôi. Đó. Thì tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cho cái mâm vào. Đây. Chúng ta lót cái mâm như thế này. Và tiếp theo nữa thì chúng ta xả, chúng ta sẽ đẩy một phần ở dưới cho nó bốc cái mùi xả lên nè cả nhà. Đó, chúng ta xé ra, xả thì chúng ta đã đập rồi. Đó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cho ốc lên. Đó, chúng ta sẽ cho ốc lên nè cả nhà. Rồi, chúng ta cho ốc vào nè cả nhà, thấy mấy cọng xả luôn. Thấm vào. Cái này là ốc của chúng ta là hấp cách thủy nha cả nhà. Đó. Hấp cách thủy như thế này. Ok. Rồi tiếp theo là chúng ta cho xả vào thêm nha cả nhà. Xả chúng ta đã sắc hồi nãy, chúng ta bỏ vào thêm. Nó như thế này. Cho nó thơm cái mùi của xả. Và cái tiếp nữa là chúng ta cho vài lát gừng vô. Gừng hồi nãy cả nhà được. Này ăn quá đã luôn. Này ăn tuyệt vời luôn á. Đủ vị luôn. Rồi chúng ta sẽ cho tiêu xanh vào nha. Quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Chúng ta tước tiêu xanh ra cũng được cả nhà. Đó. Khỏi. Nó đẩy như vậy là ok rồi cả nhà. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ đậy nắp lại nha cả nhà. Nè đây cả nhà ơi, quá hấp dẫn luôn cả nhà. Đó. Đủ nguyên liệu và chúng ta đã để vào cả nhà. Nè, gừng nè, xả nè, tiêu xanh nè, đủ các kiểu nè. Quá là tuyệt vời luôn. Đó, bây giờ chúng ta đậy nắp lại nha cả nhà. Đó, chúng ta hấp nó trong vòng khoảng từ 22 phút đi cả nhà, chắc ăn cả nhà. Nó chín nha cả nhà. Đó, quá là tuyệt vời luôn. Rồi, chúng ta lấy cái nắp đậy lại. Đó. Và chúng ta bật bếp lên. Chúng ta dặn lửa cho nó vừa phải thôi cả nhà, đừng dặn lửa cao quá, vừa thôi, trung bình thôi. Rồi, sau khi chờ đợi ốc chúng ta chín thì chúng ta sẽ đi làm một cái chén nước chấm cả nhà. Rồi xin mời cả nhà cùng theo dõi mình nhé, làm nước chấm của mình nhé. Ok. Rồi, tiếp theo thì xin mời cả nhà cùng theo dõi mình làm nước chấm để một hồi là mình chấm chung với ốc nha cả nhà. Thì tiếp theo thì mình cho nước mắm vào. Đó. Mình cho nước mắm vào cả nhà. Đấy. Chúng ta cho chừng khoảng một giá thôi, một giá nước mắm thôi. Đó. Rồi kế tiếp thì chúng ta cho đường và bột ngọt vào cả nhà. Chén chấm này rất là dễ làm thôi cả nhà cứ theo dõi mình nha. Rồi chúng ta cho ớt vào luôn, xả luôn. Đó, cho hết vào, tại vì xả mình phải ăn xả lắm cả nhà. Đó thế là xong. Thì tiếp theo nữa chúng ta cho chanh vào, chúng ta nặn miếng chanh vào rồi cả nhà. Chanh nè, ăn vào, nửa trái chanh thôi.
cho nó hơi chua chua và đậm đà cái vị của nó nha cả nhà. Đó. Rồi cái bước cuối cùng nữa là chúng ta cho một chút xíu nước gặp vào, khoảng chừng 2 muỗng nước lọc nha cả nhà. Đó. Rồi sau đó chúng ta quậy lên, quậy đều lên. Đó. Quậy cho đều lên nha cả nhà. Thành một cái chấm xả ớt chanh. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Và chúng ta khuấy đều lên nha cả nhà. Đó. Tại vì mình ớt thì mình cũng ít ăn lắm cả nhà. Cho nên mình ăn có hai trái thôi. Còn xả thì mình thích ăn thì mình để cho xả nhiều. Đó, lát nữa mình chấm với ốc là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Quá là tuyệt vời luôn. Chúng ta quậy lên đó. Thì ăn thua gia vị của mọi người thôi. Thì mọi người nào thích ăn ngọt một tí á thì chúng ta bỏ đường nhiều đó. Thì theo trọng lượng của mình thì mình thích như vậy là ok rồi cả nhà. Đó. Giờ mình khuấy đều lên rồi mình thử coi nó vừa ăn chưa. Nếu như chưa vừa ăn theo cái vị mình đó thì mình sẽ thêm đường hay là mình thêm bột ngọt vô ha cả nhà. Đó. Chắc có lẽ là thêm đường thôi. Bột ngọt thì ăn nhiều quá cũng không có tốt ha cả nhà. Đó. Chúng ta quậy cho đều lên rồi chúng ta thử coi cái vị nó đủ chưa, đủ nguyên liệu chưa và đúng đúng cái vị của mình không. Đó, bây giờ mình thử nha cả nhà. Ok cả nhà ơi, thì ai thích ăn ngọt nữa thì có lẽ thì mình thêm đường vào hay cả nhà. Đó, thế là mình làm nước chấm rất là ok nha cả nhà. Thì mình chia sẻ làm chấm nước chấm này á, thì nếu như bạn nào thích ăn ngọt thì các bạn thêm đường nha cả nhà. Nó ok, rất là ok luôn. Món này là ok cả nhà. Nó mình quấy, mình để mình khuấy đều lên cho nó nguyên liệu nó hòa vào với nhau. Nó thế là xong một chén mắm nha, rất là ok cả nhà. Đó, rất là đơn giản luôn. Thì tiếp theo nữa thì mình sẽ vào thăm coi ốc mình đã chín chưa. Sau khi mình làm nước chấm đã xong thì mình coi khoảng 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp ra, mình coi coi ốc mình chín chưa ha cả nhà. Chắc có lẽ là chưa chín đâu, mình canh là khoảng từ 15 đến 20 phút nữa chắc sẽ chín nha. Bây giờ mình sẽ mở ra coi trước nha cả nhà. Ôi trời trời, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi, quá thơm luôn. Quá thơm cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ quay lại gần cho cả nhà cùng thưởng thức nha cả nhà. Cái này là quá thơm luôn à. Thơm mùi xả nè, thơm mùi tiêu nè, thơm mùi rừng nè. Ba cái thứ này nó hòa quyện với nhau. Ủa, là giải cảm luôn cả nhà. Ai mà cảm hết vô cái là ok lắm cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ quay gần lại cho cả nhà cùng thêm nhé. Wow, đây cả nhà ơi, quá là tuyệt vời luôn, quá thơm luôn, không thể nào mà tưởng tượng nổi nữa cả nhà. Đó, qua wow, mùi thơm của tiêu và gừng và xả, quá là tuyệt vời luôn cả nhà ơi, thật hấp dẫn quá cả nhà. Nó bây giờ mình chờ đợi thêm, mình đợi thêm 10 phút nữa đi, rồi mình sẽ đem ra là dùng được rồi cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại lần thứ hai nha cả nhà. Rồi mình sẽ đậy nắp lại lần thứ hai, đợi thêm 10 phút nữa là ốc này sẽ chín cả nhà. Ốc này sẽ chín, 10 phút nữa nó sẽ chín thôi. Đó, mình sẽ đậy nắp lại. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình đợi thêm 10 phút nữa cho nó chắc cú là ốc sẽ chín nha cả nhà. Đó, đậy nắp lại. Đó, mình đợi thêm 10 phút nữa thì mình sẽ đem ra để mình mời đại gia đình ăn mình nhé. Đây cả nhà ơi, qua wow, giờ đã làm xong rồi cả nhà. Đó, bây giờ mình đã bày ra luôn qua cái dĩa luôn cả nhà. Quá là tuyệt vời luôn nè cả nhà ơi, quá là hấp dẫn luôn. Đó, ốc chúng ta đã chín nè, không còn này để cử nổi cả nhà ơi. Chén nước mắm là rất là ok nha cả nhà. Đó, bây giờ còn chần chờ gì nữa, bây giờ xin mời đại gia đình ăn cùng mình nhé. Nhìn rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Rồi, xin mời đại gia đình ăn cùng mình nhé. Bây giờ nhìn quá thèm rồi, dù không nổi nữa cả nhà, cầm cái máy quay rồi rung tay luôn cả nhà. Đó. Thôi bây giờ mình xin phép mời đại gia đình ăn cùng mình nhé. Rồi, xin mời đại gia đình ăn cùng mình nhé. Wow, cả nhà ơi, không thể nào mà tưởng nổi cả nhà. Chén nước chấm quá là tuyệt vời luôn nha. Xả ớt nè, nó gia vị vào nguyên liệu chanh nè, mắm nè, nó quá là tuyệt vời.
còn chần chờ gì nữa cả nhà. Bây giờ mình ăn thôi. Rồi, bây giờ mình ăn con thứ nhất nha cả nhà. Wow, cả nhà, giờ con ốc rồi thấy chưa? Nó quá là ngon luôn. Đó. Bây giờ mình thấy cái nẻ nè. Giật. Ôi ơi. Con ốc nó ú lù luôn. Hồi nãy mình đã ngâm rồi cả nhà, cho nên nó không có bị đắt nha cả nhà. Đó. Con ốc trời ơi, chết luôn. Cầm chén mắm lên rồi cả nhà. Để xuống đi, bỏ cái muỗng ra này cả nhà. Đó. Ồ, mình chấm lúc dưới luôn cả nhà ơi. Wow, xả nó dính vô con ốc nè cả nhà. Đó, bắt đầu mình dứt cả nhà ơi. Quá ngon cả nhà ơi. Con ốc nó thấm cái nước xả cả nhà. Thấm nguyên liệu xả và tiêu và gừng cả nhà. Quá là tuyệt vời luôn. Wow, nhất cái con bự cả nhà. Cái con này bự nhất à. Bự nhất trong các trong các con luôn cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Giờ nhất con thứ hai cả nhà ơi. Đó. Dặn ra nè. Dặn cái kiểu này, cái kiểu ăn kiểu nhân giả nè cả nhà. Rồi con ốc. Nó trắng phiếu luôn cả nhà ơi. Kiểu này thì chết rồi. Đó. Xin mời đại định của mình nhé. Con thứ hai nha cả nhà. Nó chấm nè, chấm nhẹ xuống nè. Đưa lên nè. Ồ, xả nó dính nè. Ồ, chết luôn rồi. Mời đại định của mình nha. Con ốc nó giòn. Kèm theo đấy, chén nước chấm rồi cả nhà. Beautiful. Quá ngon. Không thể nào mà cứng cứng nổi nè. Quá tuyệt vời không? Xin phép cả nhà nha. Thì nếu như cả nhà có xem video này á, ai mà có thèm á thì cứ đi ra chợ đi mua hai cái ốc về, cứ làm tương tự giống như mình, chắc chắn là một món ốc ngon rất là tuyệt vời luôn. Vừa ngon vừa cay nè. Nói chung là không có tả nổi cái vấn đề mà ngon. Không, cái này mình nói thiệt 100%, mình chia sẻ thiệt luôn cả nhà. Thì cứ cả nhà cứ làm y chang theo mình đi. Đó. Mình có nói sai cả nhà cứ để lại comment nó. Đó. Cho mình một cái chia sẻ đi. Đó, rồi mình sẽ từ từ rút kinh nghiệm nha. Rồi con thứ ba nha cả nhà. Mời cả nhà ăn cùng mình nhé. Quá tuyệt vời chất mắm. Con ốc nó sạch bong nữa nha. Cả nhà nên nhớ mua phải ngâm nó chừng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng nha cả nhà, cho nó sạch cái nó ra cái đất ra cả nhà. Ha, cả nhà thấy không? Mình lấy con nào y chang của nó cả nhà, nó trắng phiếu luôn à. Nó cả nhà thấy không? Trắng phiếu luôn. Không có cái nào mà ấy được á. Wow, chấm nè. Trời ơi, chết người ta. Nhức. Quá tuyệt vời. Ốc bu nó giòn, ngon. Tiếp nha. Cái cảnh này chịu không nổi. Mấy người xem là nuốt nước miếng là bạc bạc luôn á. Ực ực luôn á nha. À. Còn cái tiếp cả nhà ơi. Chấm tiếp mà. Chấm từ lúc luôn, cho dính xả. Đó. Trời ơi. Quá là tuyệt vời. Quá ngon. Thì ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với cái món ăn này á, đó chính là ốc bu hấp tiêu xanh kèm theo là xả và gừng. Nó ốc bu hấp cách thủy nha cả nhà. Đó, với cái món ăn này á rất thích hợp cho những quán ăn vặt nè cả nhà. Nên chẳng hạn như là buổi cuối tuần chúng ta đi ăn lẩu, đi ăn gì cái nọ. Và tình hình bệnh dịch tới bây giờ cả nhà nó rất là lan truyền cả nhà, cho nên cả nhà đừng nên đi đâu hết nha, cứ ở nhà cứ mua đồ ăn vậy, cứ làm giống như mình đi cả nhà, là nói chung ra là ăn rất là ngon cả nhà. Thì clip của mình á thì ở tính đây là cũng dài quá bác cả nhà ơi, thì mình xin phép tạm ngưng clip mình tại đây. Nếu có ai yêu thương kênh ông Tính Vàng Vlog này, xin đăng ký kênh nè, like nè và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Thì clip của mình á đến đây cũng khá là dài cả nhà, thì mình xin phép cả nhà mình xin tạm ngưng clip mình tại đây. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một món, đó chính là ốc bu hấp với là tiêu xanh nè,
kèm theo sả nè, rừng nè, nó với cái món ăn này là thích hợp cho những chàng trai giống như mình nè, nó thanh niên giống như mình nè, nó vừa ăn giặt nè, cũng nói chung ra là cũng món này cũng thích hợp với uống bia ha cả nhà. Nó thì ngày hôm nay thì mình chia sẻ với cái món ăn này nó rất là dân dã luôn cả nhà. Thì cái nhà xem video thì cảm thấy hay thì ủng hộ kênh ông Tính Dằn Vlog này bằng cách là đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Thì cuối lời muốn nói, mình xin chúc tất cả các bạn và cô chú anh chị gần xa lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống và tràn đầy hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi clip tiếp theo. Bye bye.